Thưa quý vị, tử vong vì ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam tăng gần gấp đôi. Việt Nam đã có 102 ca ngộ độc thực phẩm trong thời gian từ tháng Giêng cho đến tháng 11 năm 2017, dẫn đến 22 ca tử vong và khoảng 3.150 người lâm bệnh, theo tin từ Cục Y tế Dự phòng Cộng sản Việt Nam cho biết hôm 30 tháng 11. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2017, Việt Nam phải đối mặt với 9 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó 2 người tử vong. So với năm ngoái có tất cả 119 ca ngộ độc thực phẩm, 12 ca tử vong và 3.580 người lâm bệnh trong 11 tháng đầu năm 2016. Báo chí Việt Nam năm nay tường thuật về nhiều vụ ngộ độc tập thể vốn hay xảy ra tại các trường học, các nhà máy, tiệm ăn hay trong các tiệc tùng cưới hỏi. Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân là thực phẩm của Trung Cộng hiện tràn lan ở Việt Nam và lại đội lốt là hàng Việt. Một bài báo gần đây đưa tin khoai tây Trung Cộng được chở đêm lên Đà Lạt, phủ lên một lớp đất mịn ở Đà Lạt, rồi chở về Sài Gòn và được quảng cáo là khoai tây từ Đà Lạt.